Xin chào các bạn, tôi là Tiêu Duy Thành. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ phim vô cùng có ý nghĩa và tình người của đất nước Việt Nam chúng ta với bạn bè quốc tế trong lúc hoạn nạn. Bộ phim có tên Không Lối Thoát. Ở đầu phim, một thủ tướng bị phiến quân nổi loạn giết hại, người vệ sĩ của ông ta đến, nhìn thấy cảnh này thì lấy con dao trên bàn và cũng tự sát. Jack là một kỹ sư của ngành nước được cử sang Campuchia công tác tại đây. Nhưng anh không hề hay biết người dân ở đây không thích ngành nước của quốc gia cho người nước ngoài đến đây để kiểm soát và thao túng chính quyền. Sau khi Jack xuống máy bay không có ai đến đón, may mắn là anh đã gặp trên máy bay một người bạn cũ tên là Hammond, nhân tiện đưa cả gia đình anh trở về khách sạn. Jack muốn đọc báo nên đã đi một quãng đường dài để mua báo bên ngoài khách sạn. Bỗng nhiên trên đường có tiếng động, anh quay lại thì hai bên đường đang có hai lực lượng đang chuẩn bị giao tranh với nhau. Một bên là cảnh sát, một bên là những người dân. Linh tính có điều chẳng lành, Jack vội vàng chạy thoát khỏi đám đông chuẩn bị giao chiến. Anh nhìn thấy đám người đó nổ súng cướp đi sinh mạng của một người Mỹ ở trên phố. Anh nhanh chóng chạy và trèo lên tòa nhà để chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đám quân nổi loạn. Đám quân nổi loạn đuổi theo anh để truy sát. Anh nhanh chóng chạy về tới khách sạn để đưa vợ con cùng trốn thoát. Nhưng đám người kia cũng đã đánh chiếm vào đến khách sạn đó. Chúng truy lùng những người nước ngoài đang sinh sống ở trong khách sạn. Jack chạy về phòng thì không thấy con gái lớn của anh đâu. Vợ nói rằng con gái đang ở hồ bơi của khách sạn. Anh nhanh chóng chạy xuống để tìm con và yêu cầu vợ ở yên trong phòng và không mở cửa cho bất kỳ ai. Khi tìm được con gái, Jack đưa bé chạy về phòng khách sạn nhưng những kẻ nổi loạn đã nhìn thấy anh. Chúng truy đuổi hai cha con. Rất may là sự có mặt của người bạn của anh nên anh đã kịp đưa con gái về căn phòng mà vợ anh đang chờ. Cả gia đình Jack cùng nhau chạy lên sân thượng của khách sạn để tránh những kẻ nổi loạn kia. Lúc này có một chiếc trực thăng đang bay lên nóc tòa nhà. Mọi người vui mừng khi đã có thể được cứu khỏi nơi này. Nhưng thật bất ngờ chiếc máy bay đó là của quân nổi loạn. Chúng bắn điên cuồng vào những người ở đó. Jack nhanh chóng đưa vợ con tìm chỗ ẩn nấp trước đợt càn quét của quân nổi loạn. Chiếc trực thăng bị gặp nạn khi tiến gần vào tòa nhà. Nhân cơ hội Jack cùng vợ con nhảy sang tòa nhà kế bên. Biết trước được sự nguy hiểm của việc nhảy sang tòa nhà bên cạnh. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác khi những phiến quân nổi loạn đang truy lùng họ ở phía sau. Nhưng việc chạy sang tòa nhà đó cũng không thể ngăn cản việc truy đuổi của chúng. Quân nổi loạn dùng xe tăng bắn đạn pháo lên tòa nhà. Jack và vợ con ẩn nấp trong đống đổ nát chờ đêm xuống để tìm cách đến đại sứ quán của Mỹ tìm sự trợ giúp. Lúc này ở dưới đường quân nổi loạn đang hành quyết những người nước ngoài dưới đường. Anh xuống dưới nhà xe của tòa nhà tìm được một chiếc xe máy Honda Coupe để đưa cả nhà rời khỏi đây. Trước mặt họ lúc này là một đám người đang diễu hành dưới đường. Anh từ từ đi qua đó để đến đại sứ quán. Nhưng ở đại sứ quán lúc này quân nổi loạn đã đánh chiếm đóng. Họ đã thấy Jack và tiếp tục truy đuổi anh. Anh đưa gia đình chạy vào một ngôi chùa gần đó và xin lánh nạn. Quân nổi loạn tìm đến ngôi chùa. Chúng bắt được vợ của Jack và định giở trò đồi bại với cô. Jack lao căn ngăn nhưng bị chúng bắt lại. Đột nhiên bạn của anh xuất hiện với mưu mẹo của mình thì anh ấy đã giải cứu được cho gia đình Jack khỏi lũ người đó. Anh ấy đưa gia đình Jack tới sát đường biên giới Việt Nam và Campuchia để ẩn nấp, cho họ thức ăn và bàn với Jack về việc sẽ dùng thuyền để đẩy sang bên kia sông là biên giới của Việt Nam. Lúc đó anh và gia đình sẽ được an toàn. Nhưng phiến quân cũng đã lần được dấu vết của Jack. Người bạn của Jack đưa cho con gái của anh chiếc vòng và nhắn nhủ chúa hãy đeo nó vào, nó sẽ bảo vệ cháu được an toàn. Hammond lúc này cũng bị trúng đạn và anh đã dùng hơi thở cuối cùng của mình để bảo vệ gia đình Jack. Jack và vợ bế con đến bờ sông thì gặp một ông già. Anh đã dùng đồng hồ và giày của mình để đổi lấy chiếc thuyền của một người dân. Nhưng đám người kia đã đến đây và chúng tìm thấy anh đang lẩn trốn ở đó. Con gái anh thấy cha mình bị chúng bắt thì lao ra thì chúng đã ép con gái anh cầm súng để bắn Jack. Vợ của Jack cũng lao ra và giết chết tên thủ lĩnh. Họ nhanh chóng lên thuyền và trèo về phía Việt Nam. Khi gia đình Jack đang áp sát bờ bên kia phía Việt Nam thì quân đội Việt Nam yêu cầu gia đình Jack dừng lại. Nhưng Jack nói rằng chúng tôi cần giúp đỡ, có người muốn giết chúng tôi.
Lúc này phiến quân nổi loạn đang ở bờ bên kia chĩa súng vào gia đình Giáp thì bên phía quân đội Việt Nam đã hét lớn: "Người đang trong lãnh thổ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chúng tôi yêu cầu các anh hạ súng xuống không chúng tôi sẽ bắn." Trước sự mãnh liệt của quân đội Việt Nam, đám quân nổi loạn chấp nhận bỏ súng xuống và gia đình nhà Giáp được giải cứu. Kết phim gia đình của Giáp được an toàn tại một bệnh viện ở Việt Nam. Bộ phim kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!